tâm thế như thế này. Ví dụ chẳng hạn quý vị có ngày Jambala đúng không, hoặc là một cái vị phật nào đó, trong cái tâm thế xin như thế này thì nó sẽ works này. Ví dụ chẳng hạn, ngài ơi, con đang có cái problems này 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 này, ngài có thể chỉ dẫn cho con đường đến sự thành công không? Cái đó là difference nha. Cái đó anh phải đồng ý. Phải đồng ý đó. Không, nhiều khi vậy mình sợ quên, lát nữa quên. Ok. Tức là chúng ta trở về cái câu nói như hồi nãy Phúc cũng rất là thích cái chia sẻ của Tina. Tức là khi mà chúng ta thỉnh cầu, chúng ta mong cầu từ các ngàn, chúng ta cũng phải cho đúng cách. Tức là nhờ các ngàn chỉ dẫn cái con đường để mà chúng ta đi đến cái thành công. Và cái người mà thực hiện thì cái đó cũng phải chính là dựa vào bản thân mình, dựa vào những cái phước đức, dựa vào những cái bản thân mình có đủ cái năng lượng tốt, cái sự tu tập hay không. Thì ví dụ như chúng ta mong cầu con có 1 tỷ, tự nhiên mà trong khi mình đang không có một cái gì vững chắc về tâm lý, vững chắc về sự nghiệp, hoặc là tất cả mọi thứ chúng ta đang không có một cái gì hết, và kỹ năng cũng không có luôn, cũng không là một người lười biếng nữa, thì không thể nào trở thành một cái người có nhiều tiền được. Mà chúng ta phải rèn luyện bản thân, thì cái việc mà thỉnh cầu đó nó chỉ giống như là một cái hình thức và tâm lý tiếp thêm sức mạnh để các ngài chỉ dẫn cho mình tìm thấy cái con đường. Ví dụ à, cần phải học cái gì, cần phải đi ra ngoài như thế nào, đúng không ạ? Thật ra là cái này nó rất là vi diệu, mình có thể đúng là các ngài sẽ không cho mình cái gì free cả, không có. Nhưng mà thật sự họ có thể có cái khả năng chỉ dẫn đúng cái con đường mà mình nên làm. Thì ví dụ chẳng hạn như là bây giờ mình đang rất là bế tắc, mình đã làm một cái công việc cả chục năm nay rồi mà nó không thành công. Thì ở ngoài kia nó rất là nhiều công việc khác nhau, nhiều lắm, vô số. Và mình như là một cái cá thể nhỏ bé và vô minh, mình không biết là mình phù hợp với cái gì. Thật sự nhiều khi mình không biết là tôi phải làm cái gì để tôi thành công đây. Thì các ngài, các vị bổn tôn á, họ nhìn xuống họ biết rất rõ là nếu như con người này gặp cái người này thì ổn nè, làm cái công việc này thì sẽ thành công này. Và cái sự thành công á, nó không chỉ mang lại sự thành công cho cái người này, nhưng mà khi mà các vị bổn tôn mà giúp mình á, là cái sự thành công của mình nó giúp được mình và nó giúp được cho những người khác nữa. Luôn luôn là như vậy. Tức là khi các vị bổn tôn, các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Jambala mà giúp mình á, thì ngoài ra cái sự thành công của mình nó còn có cái giá trị tích cực cho những người xung quanh, và mình có thể lan tỏa được nhiều. Chứ họ không có giúp mình để mà mình tô vẽ cái bản ngã, hoặc là mình làm những điều sai trái, không có. Nhưng mà khi mà các vị đã quyết định để giúp một cá nhân nào đó thì luôn luôn là như thế. Bạn sẽ vừa có sức khỏe, bạn sẽ vừa có cái trí tuệ, bạn sẽ vừa giúp được rất là nhiều người, và chính bạn sẽ là người giàu có. Nó là như vậy. Và ngài Jambala thật ra là Tina cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần là ngài là hóa thân của Bồ Tát. Tức là Bồ Tát đó là cho đi và muốn xóa đi cái sự mà khao khát điên loạn của chúng sinh. Họ muốn xóa đi cái sự mà mong cầu và những cái desire giống như là khát vọng đó, để tôi giàu. Tại vì sau cái giàu thì quý vị cũng sẽ thấy rằng là giàu thì ok, so what? What's the next? Mình không biết. Tại vì yes, ok, bây giờ mình giàu nhưng mà somehow mình vẫn thấy không hạnh phúc. Somehow mình vẫn thấy đau khổ. Khi mà mẹ mất, mình đâu có còn làm gì được với cái khối tài sản này đâu. Thì thật ra họ muốn mình giàu để mình không bị mất Bồ Đề Tâm. Thế thôi. Họ muốn mình giàu để mà mình giữ được cái Bồ Đề Tâm, để mình giữ được cái lòng từ bi, để mà mình không bị sa ngã vào những cái đường tối tăm. Vì nếu như chúng ta đang có cái sự khao khát về vật chất thì đôi khi cái ma ở bên trong mình á, là mình sẽ chấp nhận làm những điều sai trái để mình đạt được cái đó. Thì khi mà mình tu tập ngài Jambala thì ngài Jambala sẽ cho mình những cái con đường nó sáng sủa, những cái quyết định sáng sủa để đi đúng cái con đường sáng sủa có lợi cho mình và cho người, và không bị mất Bồ Đề Tâm. Khi mà bạn giàu rồi, bạn có thể chia sẻ, bạn có thể làm từ thiện, bạn có thể giúp đỡ người này, người kia, người nọ. Hoặc là cái công việc của bạn làm á, nó không chỉ là cho bạn mà cho những người khác. Thế thì như hồi nãy Phúc trở về cái câu nói mà what you think you become á, có phải là chúng ta như Tina có một cái chia sẻ là khi mà Tina
tuy là đi bưng bia, cho nên đi làm công việc đó, nhưng mà cái bên trong của mình là mình đang nghĩ đến kết quả là mình đã là một cô ca sĩ nổi tiếng. Và có thể là lúc đó nó chưa xảy ra, nhưng 5, 10 năm sau, 10 năm sau thì tất cả những thứ mà Tina nỗ lực cho cái kết quả đó. Thế thì ví dụ như là nhưng mà có những người á, người ta chưa. Nhưng mà trong cuộc sống của Tina, Tina thấy đây, Tina đã làm sai lầm một số thứ cho nên cái kết quả nó đến chậm. Ví dụ chẳng hạn trong cái lúc Tina bưng bia, đúng, Tina có cảm giác như vậy. Nhưng mà sau 1, 2 năm khi mà mọi thứ nó không đi theo đúng cái ý của mình mà mình vẫn chưa đạt được á, thì nó có những cái breakdown về tâm lý. Mình khóc, mình buồn vì mình chưa đạt được. Vậy thì trong cái lúc này này, mình đang phát một cái năng lượng rất tiêu cực và nó sẽ làm gãy hết cái quá trình á, cái tích cực mà mình đã gieo trong quá trình 2 năm, cho nên nó bị chậm đi. Những cái mà cú sốc hay là những sự đau đớn mà mình để cho nó bùng phát quá mạnh trong thời gian khá lâu, ví dụ tuần đi, thì nó sẽ làm gãy cái mạch của cái nguồn sóng đó và mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, hoặc là nó sẽ bị mất rất là nhiều điểm. Cho nên là nếu mà mình muốn mà nó xảy ra nhanh á, thì mình phải giữ được vững cái tâm lý là tôi là như vậy. Nhưng khi mà nó không đến thật á, thì mình không có được nản chí và thối chí. Nhưng mà trong cái cuộc sống của Tina, cái thời điểm đó nó bị thối chí. Cho nên khi nó thối chí thì nó lại quay lại với cái nguồn năng lượng xấu và nó bắt đầu hấp dẫn những cái xấu. Và nó hấp dẫn cái xấu thì mình lại buồn hơn, hấp dẫn cái xấu lại buồn hơn, tiếp tục mất cái hợp đồng lại buồn hơn, tiếp tục. Thì lúc đó mình lại phải nhớ lại về cái cảm xúc ban đầu để mà mình tiếp tục mình đi. Cho nên là đó là cái lý do tại sao á, mà cái quá trình thành công á, nó lại bị gián đoạn. Nếu vậy thì Phúc nghĩ là để một cái người mà áp dụng luật hấp dẫn nó cũng phải rất là kiên trì, cần rất là nhẫn nại và cần nhiều sức mạnh nữa, vì rõ ràng là khoảng thời gian là từ một cô gái đã đi đến một ngôi sao khi đã từng của ngày xưa, thì Phúc thấy là cũng rất mất rất là nhiều thời gian, không phải trên dưới 10 năm thì Tina mới đạt được những cái vị trí nhất định ở trong nghề. Thế thì rõ ràng là trong 10 năm đó, nghĩa là chúng ta phải rất là kiên định và chúng ta tin. Nhưng mà Phúc thấy là thực sự là có những người ta cũng có những cái hoài bão, người ta có những cái ước mơ mà người ta không đạt được, thì đâu đó có lẽ chăng là họ cũng vì họ không có đủ cái kim tâm.